Chương 34: Kỷ niệm thành hôn. Khách mời dự tiệc kỷ niệm của An và Huệ không đông như tiệc cưới, nhưng cũng đủ các thành phần quan trọng. Phía đàn ngoại có chú Phúc, em ruột ông Ân, gia đình ông bà Điều, dì Hồng, cậu Hải là hai người em ruột của Huệ từ Bắc vào. Phía nội có con cái cô Thái, vợ chồng em Nhiên và bạn bè thân hữu của hai người. Vì sự kiện hy hữu rất ấn tượng này nên ai cũng nhiệt tình tham dự. Tuy không bày vẽ nhiều nghi thức như đám cưới của các bạn trẻ, nhưng vẫn có Hạnh làm vai MC dẫn chương trình. Hạnh cầm chiếc micro điều hành hoan tiệc, giới thiệu các thành phần tham dự. Họ cũng dành thời gian đọc kinh cầu nguyện cho đôi vợ chồng bằng tâm hồn rất sốt sắng từ đáy lòng. Hạnh nêu lý do về buổi tiệc hôm nay, tóm lược cuộc hành trình của cuộc hôn nhân khác đạo đến đồng đạo. Mọi người im phăng phắc lắng nghe mà lòng cảm mến cho sự kiên trì với niềm tin son sắt của Huệ. Đồng thời cũng rất thông cảm với An là sự tất yếu của các diễn biến trong đời sống vợ chồng không cùng tôn giáo. Vợ chồng An Huệ cùng nhau đi từng bàn chúc rượu để cảm ơn sự hiện diện của quý khách. Hết một vòng, họ trở lại bàn tiệc. Từ phía sau, họ cầm chiếc điện thoại trong tay, đang đổ chuông, đưa đến cho Huệ và nói: "Mẹ ơi, chị Dung gọi." Huệ nói vào máy: "Alo, mẹ đang nghe đây." Tiếng Dung trong điện thoại đáp: "Chúng con đã về đây rồi mẹ." "Con đang ở đâu rồi?" "Chúng con đang vào bây giờ đây." Nghe tiếng chúng con, Huệ biết là Tâm, người yêu của Dung cũng về. Huệ liền hỏi: "Con về với Tâm à?" "Ba người mẹ." "Với ai nữa?" Chưa nghe câu trả lời thì mọi người đều nhìn ra phía trước. Ba người đang đi vào hoang trường. Dung đi trước đến Tâm và một người phụ nữ cũng trạc tuổi như Huệ. Đó là mẹ của Tâm. Vừa bước vào nơi hoang tiệc, họ đều cất lời chào quý khách. Huệ và An đứng dậy tiến về phía khách. Huệ hỏi Dung: "Sao con về muộn thế?" "Con còn chờ anh Tâm và mẹ anh ấy nên hơi trễ ạ." Rồi Dung quay sang giới thiệu: "Anh Tâm thì mẹ đã biết rồi, còn đây là mẹ của anh Tâm ạ." Huệ nhìn mẹ Tâm, cố lục tìm trong ký ức, chỉ thấy cảm giác mường tượng mơ hồ. Mẹ Tâm thấy Huệ vẻ bỡ ngỡ liền hỏi: "Huệ còn nhớ mình nữa không?" "Mình thấy nhiều nét rất quen, mình đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ." "Chắc Huệ đang vui quá nên chưa nhớ ra thôi." "Thú thật, thật mình không nhớ nổi." "Mình chính là người đã mua cho Huệ con dao bầu hôm chúng ta ở điểm đợi xe mình về Tây Ninh." Mắt Huệ bỗng sáng lên, mừng quá, Huệ giang tay bước đến ôm chầm lấy mẹ Tâm và thốt lên: "Nhu, trời ơi, Nhu ơi, hơn 20 năm rồi Nhu ơi." Rồi Huệ kể lể: "Sau ngày ấy, sau khi Nhu đi, không đêm nào mình không nhớ tới Nhu. Mình luôn cầu nguyện cho Nhu, cho mẹ Nhu nữa. Trời đất còn thương chúng ta gặp nhau, Nhu phải ở đây với mình thật lâu mình mới thỏa." Rồi Huệ quay lại giới thiệu với An: "Đây là dì Nhu, bạn của em từ lúc hai đứa còn cơ hàn." Mọi người đổ dồn con mắt về phía họ, có tiếng xì xào. Họ là bạn cũ của nhau vài chục năm, chắc là trước họ thân nhau lắm, thế họ làm thông gia với nhau là đương nhiên rồi. Huệ mời ba người cùng vào bàn tiệc với Huệ. Dung nói: "Chúng con chúc mừng cha mẹ và cũng xin phép cho con báo tin vui cho cha mẹ. Anh Tâm được mẹ Nhu và gia đình đồng ý để anh ấy theo đạo." Nhu nói thêm vào: "Mình đã hỏi qua Dung và biết mẹ Dung chính là Huệ. Mình đồng ý tất cả để Tâm và Dung thành đôi lứa." Huệ không nén nổi xúc động, nước mắt cứ ứa ra. Để giấu đi nỗi lòng, Huệ chạy vào nhà, đến bên ảnh đức mẹ hằng cứu giúp, chắp tay, mắt nhạt nhòa đẫm lệ, thốt ra những lời thành khẩn: "Con hết lòng cảm tạ mẹ. Mẹ đã vô cùng yêu thương con. Những đau thương, truân chuyên, vất vả trong đời làm dâu người ngoại đạo, mẹ đã thánh hóa thành hoa trái. Chưa bao giờ con cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Bao nhiêu ước vọng của con, mẹ đã thương ban cho thành sự. Xin cho vợ chồng con được trung thành với mẹ đến trọn đời. Xin mẹ chúc lành và gìn giữ Tâm và Dung là con cái của chúng con được ân bền đổ, trọn nghĩa vợ chồng." Phía ngoài hoang trường, mọi người vẫn đang dùng tiệc rất vui vẻ.